của đối thủ. Và điều đó đã làm ảnh hưởng đến pha tiếp cận. Pha kết thúc là của trung vệ Huỳnh Tấn Sinh. Đáng tiếc là pha tiếp bóng bằng đầu của chân sút người Brazil lại đưa trái bóng đi chạch khung thành. Những diễn biến liên tiếp ở hiệp thi đấu thứ hai đã khiến cho trận đấu trở nên sống động hơn. Độ nhanh nhạy, cảm giác với những thời cơ là điều mà cầu thủ Công an Hà Nội đã gần như đánh mất trong trận đấu.